thiền phải có thu thiền được rồi. Ok, lên 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 đi anh. Lên đi anh Quốc Thịnh. Rồi ok, xin mời một khán giả rất là đẹp trai, Đặng Quốc Thịnh sẽ lên giao lưu với mọi người. Xin chào Quốc Thịnh. Nói đi anh. Dạ. Chúc sức khỏe em và gia đình, chúc thành chúc mừng thành niên mới nhiều sức khỏe. Dạ em cảm ơn anh. Mến chào cô chú anh chị trên đường like của em trai Phương Giang Mobile, gửi lời chào thân thương đến chị Karen Trong, chị Khánh Lâm Thu, anh Đam Nguyễn, chị Ý Nguyễn và một số cô chú anh chị khác nữa mà nó chạy nhanh quá đọc không kịp, mọi người thông cảm giùm. Chúc sức khỏe mọi người nhé. Nay cái họng anh hơi đau chút nên là cái giọng nghe rõ không em? Uống bia nhiều quá phải đau rồi, nghe rõ anh. Quân em trước tiên thì cho anh thông báo cái này chút, là xin thông báo với mọi người là hiện nay ba bài bài thơ Nội Em, bài Về Thợ Cải và bài thơ Dự Đoán Phiên Tòa Phúc Thẩm Sắp Tới đã được in đánh máy photo ra làm rất nhiều bản. Thì cô chú anh chị nào mà có đi tham dự phiên tòa thì sẽ được nhận trực tiếp và có chữ ký của Nguyễn Quốc Thịnh. Đừng học cơm không anh. Anh sẽ chừa cái này lại cho em, khi mà anh có dịp anh xuống Rạch Giá anh sẽ tới nhà em chơi và thăm gia đình em và gửi tặng em. Dạ. Còn nếu em có dịp mà đi lên Sài Gòn sớm thì liên lạc với anh. Dạ. Anh chào anh Lê Văn Quang nhé. Thì cái đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai á là Phương em có cái clip mà người thiền am mà trốn trong căn nhà hoang không? Cố trong nhà quan hình như mấy kênh thì úp có đó anh. Em thì em không có. Em có trong cái điện thoại cũ mà điện thoại cũ nó hư rồi, lấy ra không được. Anh sẽ dành lên kênh của em, anh phân tích về cái âm mưu to lớn của thầy ông nội anh về cái clip mà quậy phá trên công an, và sau đó 2 ngày họ về họ cắt ghép chỉnh sửa họ đăng lên kênh YouTube, rồi sau đó họ lại làm cái clip mà trốn trong căn nhà hoang đó. Là hai cái clip đó, thứ nhất là nói cho em và mọi người biết đừng coi thường ông nội anh. Ông nội anh là một nhà đạo diễn tài ba và đã đạo diễn từ cái thời mà còn làm đệ tử của ông Nguyễn Long Châu, đạo diễn kịch bản chịu trách nhiệm chính, cho nên cái mức độ tinh vi của thầy ông nội rất là cao siêu. Và hai cái video clip mà để xúc phạm vu khống công an huyện Đức Hòa và làm tan nát gia đình của Diễm My, ông Thắng, bà Mai, đó là hai cái clip chính đó, đó là nằm trong cái âm mưu đó. Khi mà cơ quan chức năng mà điều tra hỏi cung á, khi họ trưng ra cái clip mà quậy trên công an huyện Đức Hòa thì mới có 50% Đi là còn nè những anh. người trong Còn này còn à. nè. Thì em cứ giữ đó để tối mai hẹn mọi người. Tối mai thì sẽ đưa lên phân tích. Còn nếu mà em bây giờ em có thì anh phân tích luôn. Có Anh em nè, mở lên để gã anh tin phân thất tích Bồng lên. Lai trốn vào ngôi nhà quan trong rừng sâu để an toàn tính mạng nè, là của kênh và giả mạo Hoàng Nguyên Nhất Quyên nè, còn chỉ có 508 người đăng ký à.
thì cái đó là bị xóa rồi, cho nên là không anh không làm YouTube, anh đâu có lưu lại, cái đó bị xóa trên kênh chính rồi. Không, kênh phụ còn. Thì kênh phụ còn thì em lưu lại đi, rồi tối mai á, là đưa lên rồi anh phân tích, còn nếu mà có liền bây giờ thì anh sẽ phân tích cho những cái mà những cái mà anh soi ra, những cái mà để cho cô chú anh chị thấy đó. Cậu Tám ơi, lại đây nè con. Đó, nghe chưa? Lại đây. Đứng vào trong hết đi. Trời ơi, xíu đứng vào trong với thầy Nguyên hết đi, đi vô trong đi. Đó, ai muốn soi chỗ nào? Rồi. Em đưa cái đó lên màn hình đi, tới cái khúc nào rồi anh sẽ cho cái khúc đó. Gì hả? Dính băng quyền đó đại ca. À, dính băng quyền hả? Dính băng quyền thì thôi, anh nói tới đâu thì em... Em nói... Anh nói đi, em kiểm chứng lại để cho nó chính xác, minh bạch. Đúng không? Rồi ok, anh nói đi. Đúng. Clip đó là trong thiền am, thầy ông nội phân công rõ ràng nhiệm vụ ai là người quay và học thuộc cái lời thoại. Và ông cụ là cái người không cần đọc ra kịch bản thì không cần học thuộc lời thoại. Thì mọi người sẽ thấy những cái tấm bạc, cái lấm bạc ni lông màu xanh mà màu cam với viền màu xanh đó. Thấy rồi. Là mới mà lót ngay chỗ cái chỗ ông nội nằm á. Đúng rồi. Ở ngoài, cái phía ngoài khúc sau thì cái phía ngoài chỗ mà cô Cúc với mấy đứa trẻ dắt ra đó. Thì họ đi ra chợ Hậu Nghĩa chỗ mà Trần Long Ẩn á, họ mua. Đúng rồi. Cái bạc xanh đó, đúng rồi đó. Đúng rồi, em đừng có mở tiếng để hình được rồi. Thì mọi người thấy là cái bạc xanh ha, họ đã chuẩn bị, họ ra chợ, họ mua từ trước rồi. Sau đó thì họ đem về và mùng mền chiếu gối là hoàn toàn giặt, mới giặt sạch hết nha. Không có cái nào dơ nên nhà hoang làm gì có cái vụ đó. Rồi á, là tới cái khúc mà cái tường mà ngay chỗ thầy ông nội nằm á, văng cái mùng á, cái mùng còn mới toanh luôn. Cũng mua từ chợ Hậu Nghĩa ha. Rồi á, là cái mà anh nói nữa là cái những cái bộ đồ mà mấy bé mà mặc đó là mua mới hết nha. Đó thì cái khúc sau thì mọi người sẽ thấy cái thùng xanh mà con Thanh Trần nó chụp, nó đưa lên á, những cái thùng xanh đựng nước á. Đó là những cái thùng xanh đó đưa từ phía trên xuống phía dưới. Cái nhà hoang đó là trong cái khuôn viên của thiền am, nó nằm ở phía dưới. Nó nằm ở phía dưới cái gần ở đằng sau á. Tại cái khuôn viên thiền am nó rộng lắm, nó tới 2.000 mét vuông lận mà, nó rộng lắm. Đó, đúng rồi. Đó, cái đó là cái chỗ đó là dựng tạm thôi ha. Dựng tạm thôi đó là để như vậy đó, đó mấy cái bộ đồ mà mấy bé mặc á là toàn là mới không á, mới mua không á. Thấy không? Rồi cái thời điểm mà quay clip đó là khai tại công an. Cái clip này là cái clip mà để đánh gục người Thiền Am. Người Thiền Am vừa cái clip mà quậy trên công an và cái clip này nữa là đó cái bạc xanh xanh đó, thấy không, cái bạc xanh xanh đó, mấy cái bạc xanh xanh đó là mới tanh và tường mới tanh nha, nhà hoang tường không có mới được nha mọi người. Cái tường gạch đó, nhà hoang thì tường không có mới được. Đó, ông nội nằm đó. Rồi cái chỗ đó mùng mền chiếu gối là mới hết nha, đó tường nhà hoang là tường không có mới vậy đâu nha mọi người. Đó. Thì chúng ta đang thấy Nhất Nguyên ha. Chúng ta đang thấy Nhất Nguyên. Rồi Hoàng Nguyên là người cầm cầm máy quay lúc đó. Và đổi qua khi mà Hoàng Nguyên nói thì Nhất Nguyên là người quay ha. Quần áo chuẩn bị là rất là mới. Đó. Rồi tới cái đoạn mà bộ đồ ông cụ đi trốn mà mặc bộ đồ mới ủi còn ở nhà vẫn đi trốn, nhưng mà vẫn còn đeo trên tay là bốn cái vòng mà gọi là đá thạch anh hả,
đó, bốn cái vòng nó không tháo ra ha. Rồi phía sau á, là cái đoạn phía sau á, là cái thùng xăng đó là đưa từ ở trên xuống dưới. Em quay cái việc đó, cái bạc màu cam á, thấy không, mới toanh thấy không. Rồi mấy cái bộ đồ, mấy cái áo của mấy bé mặc đó là mua ở ngoài chợ Hậu Ủa Nghĩa sao em không thấy cái về đất trong dơ túi quá vậy xách. anh? Em thấy cái đất dơ quá vậy? Đó đó, Cái thùng xanh đó, đất thùng xanh đó. dơ Đó, thùng xanh đó. đó, cái thùng xanh đó, những cái thùng xanh đó là dời từ ở trên xuống dưới nha. Đây là có nằm trong kịch bản và họ đã thừa nhận rồi nhá, ngay tại công an khi điều tra ra họ thừa nhận rồi nhá. Cái clip này là quay dàn dựng rất là công phu ha. Rồi em bấm lại giùm anh này, em bấm cho nó đứng lại giùm anh cái đó, mùng mới đó, mùng mới đó. Cái chỗ đó là mùng mới của ông cụ á, khi vô á mùng mới toanh luôn, cái mùng của ông cụ mới mới toanh luôn, thấy không, nằm đó mới toanh luôn đó, cái mùng mới đó, thấy mọi người thấy không đó. Rồi cái chum nước Ê, khoan khoan đó khoan khoan là khoan cái gì, em thấy có cái chữ gì đây, đâu đây nè, cái gì cửa cửa nè. Ủa nhà em quen nói đi. chắc phải chậm chậm lại cái mới được, rồi anh cứ nói tiếp đi. Tiếp. Rồi thì anh có được cái bản khai của cái đó, nhưng mà cái này mình giữ bí mật đi, đừng đừng có đưa ra, tại vì cái này là thông tin bí mật. Thì họ họ bị hai cái clip mà xúc phạm nhục mạ công an, là một cái clip trên quậy trên công an huyện, và một cái clip là đưa cái tờ giấy mà giấy báo của bên tòa án báo cho ông Lê Ngọc Luân khi mà khiếu nại về cái vụ bà Châu Vinh Hóa đó, là đòi khởi tố ông Thắng đó, thì có cái giấy mà quyết định là đã không đủ chứng cứ để buộc tội ông Thắng bà Mai đó. Thì khi mà đưa cái clip giám định nó ra mà để họ họ khai nhận là ông cụ là người đạo diễn á, thì mới có khai 70% thôi, nhưng mà cơ quan chức năng họ đã dùng cái clip này nè, là cái clip mà đánh gục người Thiền Am về nhận tội, là cái clip này là dàn dựng rất là công phu ha. Họ điều tra ra cái thông tin là trước đó là đi ra chợ Hậu Nghĩa mua cái gì mua cái gì mua cái gì, và đã tới hỏi mấy cái người đó, là mấy cái cô mặc áo nâu sòng trong đó là mua chợ Hậu Nghĩa, là ngay nhà Trần Long Ẩn đó. Nên mọi người để ý cái chuyện đó. Và thứ hai á, họ khai ra cái âm mưu á, cái âm mưu này là ông cụ dựng lên từ đầu, là trong đầu là sẽ xúc phạm nhục mạ hạ uy tín của cơ quan công an huyện Đức Hòa và làm gia đình ông Thắng bà Mai tan nát. Thì nó có cái chi tiết đó là khai nhận là như vậy nào: ông cụ Lê Tùng Vân cố tình gọi cho ông Thắng, kêu ông Thắng là Diễm My có mặt ở đây, hãy tới đây nói chuyện với Diễm My, nhưng không được đưa con về. Một điều vô lý không, người cha mà không được đưa con về mà ông cụ có quyền gì giữ Diễm My? Lúc đó Diễm My là người chưa đăng ký tạm trú tại Thiền Am, lúc đó vẫn còn là tỉnh Thất Bồng Lai á, chưa có đổi qua Thiền Am, thì không có lý do gì mà cấm cản cả đó. Nhưng mà ông cụ cố tình làm như vậy là để chi? Gây ức chế cho ông Thắng, gây ức chế cho ông Thắng là ông Thắng sẽ kéo tới tỉnh Thất Bồng Lai quậy để tìm con, và họ có cái lý do để họ làm ra cái chuyện mà quậy lên để công an huyện phải giải quyết, và họ biết chắc là công an huyện sẽ đưa Diễm My về. Thì chúng cái ý đồ của ông cụ luôn là đưa Diễm My về thì sẽ có cơ hội để xúc phạm nhục mạ vu khống công an huyện, để đưa lên cái trang cái kênh YouTube của họ có 2 triệu người xem, sức lan tỏa nó rất là lớn đó. Thì khi ông Thắng vô á, ông Thắng nói chuyện một hồi á, Hoàng Nhất Nguyên là cái người đứng kế Diễm My và thầy ông nội Diễm My đứng chính giữa, hai người đứng hai bên. Ông Thắng đâu khi nói chuyện kêu nói với Diễm My là con hãy về đi, hôm nay có một mình ba đi thôi, tại mẹ ở nhà đau bệnh,
con về con thăm mẹ rồi con quay lại tỉnh thất bồng lai cũng được. Nhưng mà Diễm My đã được ông nội cho uống cái thuốc mà cái thuốc mà hướng thần đó, là hôm lên công an huyện là cũng cho cái uống hướng thần đó, là công an thấy bất thường đó mới đưa vào Diễm My để về chữa bệnh. Thì Diễm My nói là ba hãy về và ba nên nhớ là mẹ bị bệnh thì còn có bác sĩ cứu chữa, còn ông nội già rồi con ở đây con lo cho ông nội. Ông nội có chuyện gì con lo cho ông nội, không có người lo. Thì ông Thắng mới một hai và tỏ vẻ là căng thẳng và một hai là nhất quyết là phải bắt con về. Thì Nhất Nguyên đã bấm tay Diễm My ra hiệu, thì Diễm My mới nói cái cớ là xin đi vệ sinh. Nên nhớ là Thiền Am lúc đó, tỉnh Thất Bồng Lai lúc đó ông Thắng đang đứng ở cái hướng từ ngoài đi vô. Nếu Diễm My mà trốn thì Diễm My phải đi ngược lại cái hướng của ông Thắng, đi đối mặt lại, đi ngược ra sau lưng ông Thắng thì mới ra được cái cửa tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng mà Diễm My đi vô phía trong đi toilet, sau đó Diễm My mất tích. Là Diễm My họ khai rõ ràng là Diễm My trốn vào cái nhà hoang ở phía đằng sau đó. Như vậy là những cái lời này, những cái lời này đã khớp với lời Khai Tâm nói rồi đó anh. Anh biết Khai Tâm không? Anh biết mà. Anh biết Khai Tâm chứ, anh theo dõi câu chuyện Thiền Am này anh. Có người nào mà anh không biết đâu. Anh đâu biết em đâu. Anh rành lắm. Rồi á, là tới tiếp là cái khúc mà ông Thắng sau 2 ngày thì ông Thắng cho người tới tìm Diễm My, quyết tìm được Diễm My. Ông Thắng về nhà suy nghĩ, không có cái lý do gì Diễm My đi khỏi tỉnh Thất Bồng Lai mà không đi ngược ra mình, ra sau lưng mình để đi. Tại nếu mà đi vậy ông Thắng sẽ biết. Và ông Thắng được có thông tin của một số người nói là ở trong Thiền Am có một cái ngôi nhà hoang phía sau đó. Thì cái nhà hoang đó là cái nhà mà để mà quay cái clip đó. Thì ông Thắng mới cho người đi xuống đó tìm con. Đó trúng theo như cái kế của ông cụ, đúng như kịch bản luôn. Đó, thì mọi người chú ý là một cái chi tiết này á. Cái ngày hôm đó Trùng Dương là cái người cầm cái máy quay phim quay. Và cái giọng Trùng Dương rất là rõ là ông Thắng vào đó hỏi là thầy ông nội đâu, Nhất Nguyên đâu. Mọi người phải nên nhớ vậy. Tại sao mà hỏi chỉ hai người đó? Tại vì cái hôm mà gặp Diễm My là hai người đó, là hai người đưa Diễm My ra. Nên Trùng Dương nó mới nói là Nhất Nguyên chở ông nội đi ra ngoài rồi. Thực chất là hai người đó không có đi ra ngoài, tại vì ông nội già rồi, ít có đi ra ngoài lắm. Trừ những việc thật cần thiết thôi. Và Nhất Nguyên cũng vậy. Nhưng mà cái bữa đó là Diễm My và thầy ông nội và Nhất Nguyên là lánh ở đằng sau cái nhà đó. Đó là cái chi tiết mà ông Thắng không thể nào mà đi xuống tới phút dưới được. Đó. Rồi á, là khi mà đi á, thì Quyền Chân á, con Quyền Trang nó có cái đoạn nó nói trong video clip đó. Cái video clip mà ông Thắng quay để gửi lên công an để làm chứng là mình không bị khởi tố về cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà. Họ quay từ bắt đầu khi lên xe 16 chỗ đi đó. Thì con Quyền Trang nó có nói là phòng đó là phòng của thầy ông nội và không cho vô. Thì ông Thắng không được vô cái phòng đó, cho nên không có lý do gì mà ông nội mất gần 300 triệu ở trong cái phòng đó. Chứ điều tra khai Quyền đưa cái clip đó lên, Quyền Trang xác nhận là giọng nói của tôi. Và công an đã nói là nếu mà như vậy thì ông Thắng không có đi vô đó thì không có cái số tiền đó mình bắt. Rồi qua tới cái chuyện mà nói là Nhất Nguyên đi cùng thầy ông nội, thì Nhất Nguyên khai là ra khỏi nhà là phải khóa cửa. Cho nên là khóa cửa thì không có lý do gì mà 20 triệu của Nhất Nguyên bị mất. Đó là cái chi tiết mà không được bồi thường đó. Đó. Thì cái sự mà đến mà tìm con đó là nó nằm trong tính toán của ông cụ. Và ông Thắng bà Mai đã không biết và vô tình vô cái bẫy đó để mà sau này
khi mà Diễm My mà được đưa về nhà rồi á, thì họ đã xúi Diễm My biết cái nào cũng Diễm My cũng phải bị công an đưa cho cha mẹ về, thì họ đã dặn Diễm My và Diễm My đã về nhà dùng cái điện thoại quay lại những cái clip đó gửi cho Thiền Am để Thiền Am đăng lên, để cái bữa mà hơn 1.000 người bu ở nhà ông Thắng quậy mà một tuần lễ đó, kêu gọi cộng đồng mạng. Đó là những lời khai họ đã khai ra, và thực sự là một sự khủng khiếp. Mà cái đầu óc đạo diễn của ông nội anh đó là đạo diễn rất là hay, đạo diễn mà đúng theo kịch bản luôn, là sẽ dự đoán trước là ông Thắng sẽ làm cho ông Thắng đến tìm con mà quậy lên. Và khi mà quậy lên tìm con được thì công an nhàn vào vô cuộc xử lý, thì chắc chắn sẽ mời Diễm My lên và đưa về cho cha mẹ. Điều đó nằm trong sự tính toán và biết trước của ông cụ. Và sau đó thì đưa về cha mẹ, thì Diễm My là cái người tiếp theo làm những cái điều mà để cho họ có những cái clip mà đưa lên cộng đồng mạng với 2 triệu khán giả của họ để biết mà đến nhà ông Thắng quậy. Có người vô kiểm chứng rồi kìa, nói anh hay kìa, coi chừng anh tiết lộ đó, mai em cắt cái đầu này ra phốt lên mạng đó nha, ship anh biết tặng chết. Tôi biết cái bà CM á, bà núp lùm nãy giờ nên tôi phải nói cho bà nhảy ra đó, bà núp lùm nãy giờ mũi cắn bà nhảy ra đó, thấy không? CM comment đi, CM coi là mình nói đúng nói sai, mọi người cũng tin về CM dữ lắm đó, CM cứ nói đi, nói là đúng hay là sai đi. Comment đi xem, nói đúng hay là sai đi cho khán giả biết nè. Ghê chưa? Kênh tôi bây giờ toàn là tùm lum tà la vô hết trơn đó nghe. Ngày mai chắc có người xuống tới nhà kiếm luôn quá. Em nói với anh á, là cái video clip mà Thiền Am trốn ngoài nhà quan, em đã biết là họ làm vấn đề đó rồi, nhưng mà không có mà giống như chi tiết quá trời nhanh đâu. Ai mà lại ông tôi ở bụi này, tôi trốn làm sao tôi làm video clip tôi gửi lên cộng đồng mạng để làm gì? À, thì em biết rồi, nhưng mà tại vì lúc đó có quá nhiều người hâm dọa thế này thế kia, em không, anh biết là hơn 1.000 người vào hâm dọa em tin đâu. Em là YouTuber thời điểm đó là phải nói là số 1 chứ không phải là số 2 nữa. Một video clip của em mà 100 mấy chục ngàn lượt xem đó, nó cho anh biết. Rồi họ vô họ nói này nói nọ, họ đòi móc mắt, họ giặt tay tùm lum tùm la, rồi em nói thôi em sợ quá, em nghĩ em làm YouTube thời gian em mới quay lại đó. Tới ngày 1 tháng 1 năm 2020 em mới làm YouTube lại đó. Kinh khủng lắm mọi người. Anh nói cái này á, mình nếu mình không phạm tội thì không bao giờ mình sợ công an. Mà nếu mà mình đã phạm tội rồi thì đừng có nói là làm sao mà công an không làm cách nào mà cho mình khai ra hết. Công an họ có đầy đủ nghiệp vụ. Đúng rồi. Và cái chuyện mà người ta làm bằng một cái biện pháp nghiệp vụ đó để họ phải khai nhận, và họ khai nhận là những cái bạc, những cái mùng mới, những cái áo của mấy đứa bé là mua ở chợ Hồng Nghĩa đem về để chuẩn bị cho cái clip đó. Bò tài. Và có một cái chi tiết này nữa. Anh nói với xem nghe là giang hồ đến trước nha. Anh đã từng để cái số điện thoại của anh trên kênh của Full Game rồi. Anh nói một câu mình nè, anh thời điểm này anh xuất hiện á, không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng. Nếu mà nói về sự nổi tiếng á, thì sẵn đây anh nhắc ngang cái đoạn này chút là, nếu để tìm kiếm cái sự nổi tiếng á, thì mọi người có thể vô cái trang fanpage của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố, địa chỉ ở số 3, số 5 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất. Cái trang fanpage đó là bây giờ là hơn 20 triệu người rồi. Thì hả, là mọi người đều biết về anh Nguyễn Quốc Thịnh á. Nha. Cho nên cái kênh của năm chú Tiểu nó chỉ có 2 triệu. Nó chỉ có 2 triệu khán giả thôi. Còn cái trang fanpage kia là 20 triệu. 20 triệu fan lượng mà người ta đều biết ông Nguyễn Quốc Thịnh là cách đây mười mấy năm rồi. Nên nó, ý anh nói là nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Anh cũng cùng với một số anh em, kể cả bên Chính Nghĩa và cái kênh Chu Lập, và cái
cái sự thật để cho mọi người biết về ông nội anh. Thì trong đó thì anh vẫn nói là nếu mà ông cụ Lê Tùng Vân vẫn là người có tội, nhưng mà chỉ duy nhất là Minh Tùng là người được xúc phạm ông cụ thôi. Tại vì ông cụ với Minh Tùng có những cái ân oán từ hồi trước, ông cụ phải làm sao thì Minh Tùng mới bức xúc như vậy. Nhưng mà chúng ta phải để ý là Minh Tùng chỉ duy nhất một mình gia đình ông cụ thôi. Minh Tùng không nói động tới ai, không xúc phạm tới người khác. Cho nên ai xúc phạm Minh Tùng là người đó có lỗi với Minh Tùng. Đó. Còn mà chúng ta phản biện ông cụ thì chúng ta hãy dành cho ông cụ một sự tôn trọng. Nếu cô chú anh chị comment trên đây mà có bức xúc ông cụ Lê Tùng Vân, cô chú lớn tuổi thì có thể kêu là lão già cũng được. Lão già cũng được. Nhưng mà đừng nói thằng này thằng nọ. Còn anh đặc biệt, anh không nói về em Đại Long An, tại vì em Đại Long An kêu cái là ông cụ là thằng nằm giọng là cũng được, không trách gì em Đại Long An, tại vì em Đại Long An và Trần Long Ẩn là những người đã từng vô thiền am. Họ bị lầm tin lầm tưởng, bị ông cụ lừa thì họ có quyền bức xúc. Họ nói cái chuyện mà ông cụ nằm võng mà kêu là thằng nằm võng cũng không sao. Nhưng mà mấy người khác thì nên tôn trọng cụ anh, tới bây giờ vẫn gọi bằng ông hoặc là ông cụ Lê Tùng Vân. Đó, chúng ta phải dành cái từ ngữ cho ông cụ một chút. Thì nói tiếp là không phải lên đây là để muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, mà lên đây là hợp cùng các anh em vạch trần cái sự thật cho mọi người đều biết. Còn mà nói là sợ bị trả thù á, thì xin thưa là nếu mà đối mặt thì chỉ sợ đâm lén sau lưng thôi, chứ còn đối mặt đi thì quyết định này cũng giống như Minh Tùng đã từng nói, ba người một mình quyết định đối mặt thôi rồi sẽ cảm nhận được, chưa chắc là đông mà là tinh. Quân đông mà là tinh, nó là sự thật, nó là như thế. Rồi thì nói sơ sơ như vậy là để cho mọi người biết được rồi thôi. Anh cũng đau họng rồi, cứ để cho Phun Game chia sẻ tiếp đi. Ok anh. Ok, cảm ơn anh Phun Thịnh. Em chào cô chú anh chị nha, chào em nha, chúc sức khỏe gia đình em, chúc sức khỏe cô chú anh chị. Mọi người một đêm an lành, hạnh phúc ạ. Cảm ơn anh Phun Thịnh đã có buổi live stream rất là hay và phân tích cái chi tiết của cái hôm mà người thiền am đã đi ra ngoài bảo rằng là phải trốn vào rừng sâu. Sự việc này tôi cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà thực tế là tôi không có nói ra, tại tôi thấy có rất nhiều kênh YouTube mà anti-fan của người thiền am đó các bạn, thì họ quá hung hăng, họ không có phân tích giống như Full Game Mobile và anh Quốc Thịnh đâu. Họ nói tiện tục tiểu rồi họ lôi người thiền am ra làm tất cả những trò hề. Chính vì cái điểm đó mà tôi không thể nào đứng chung với họ được, mà phải tìm con đường đi. Và tôi chỉ lúc đó tôi chỉ biết đó là thôi thì những đứa nhỏ mà thiền am á, chúng ta cũng rất là thương nó từ cái cuộc thi thức tranh hài, thì thôi thì chúng ta đứng lại tôi bảo vệ tụi nó thôi. Còn chuyện người lớn tôi đã nói rất nhiều lần, người lớn sai là phải nói cái sai cho họ biết để mà họ còn sống tiếp, chứ không phải họ nói cái sai của họ để rồi bất tử họ. Đó là vấn đề chính trong câu chuyện này. Thì tại sao bây giờ tôi lại giao lưu với những cái người mà phải nói là hết sức là hay ho giống như anh Quốc Thịnh, tại vì người ta phản biện, người ta rất là có văn hóa và rất có hiểu biết. Cái nào người ta biết người ta nói, không biết thì thôi, chứ không phải là nói chuyện bất chấp đúng sai. Bây giờ có một số các anh chị YouTuber rồi anh chị làm luật sư rồi các anh chị làm về câu chuyện thiền am, nói chuyện bất chấp đúng sai. Năm nay thì ông nội bao nhiêu tuổi mà dám nói là 93 tuổi, thêm cho ông thèm nội 2 tuổi nữa để làm gì, đúng không? Càng lớn tuổi thì càng về gặp Phật tổ sớm, không phải đó là những cái lời mà họ đã binh vực bất chấp người thiền am không? Nếu không thấy bất chấp người thiền am thì xin phép người thiền am mà đi vào đấy, thiền am mới xây nhà, nó xin phép người thiền am đi vào đấy ở luôn đi cho nó xong, đúng không?
vừa muốn khán giả yêu mến mà vừa muốn mình là cái người anh hùng, mà vừa muốn là mình là một người bảo vệ lẽ phải thì đâu có được các bạn. Nếu như người thiện am không có sai phạm, tôi là cái người lên tiếng, tôi lên tiếng cho họ đầu tiên nè. Tôi trung lập, tôi không nhận tiền của ai cả, mắc mớ gì tôi phải bỏ danh dự tôi ra để mà tôi bán bỏ danh dự của mình. Bác ba mới 7 bụi, bác hai được bao nhiêu? À, thì ông nội 1930 thì ông cố 1917, thì vậy là bao nhiêu các bạn? 1917 trừ cho 1930 ra 13 tuổi ha. 13 tuổi có vợ ha, còn có con luôn hả? Phụ nữ có thể là 13 tuổi có con được là chuyện bình thường, nhưng nam giới 13 tuổi chưa phát triển nha. Lúc đó bằng trái ớt à. Tôi thật luôn, lúc đó ông nội mới bằng trái ớt à. Chứ làm gì mà có thể là sinh con được các bạn. Trời ơi, tôi nói các bạn biết rồi, các bạn không hiểu các bạn suy nghĩ thế nào luôn các bạn. Rồi rồi bà nội nhiêu tuổi? Trời quỷ thần ơi. Tôi không hiểu nổi luôn ấy, mà nếu mà nói thầy ông nội mà 1930 thì ông cố mà 1917 13 tuổi có con thì không biết là ông cố quá dữ hay thế nào đó, mà tôi nói như vậy là xúc phạm. Các bạn xem thử đem không? Trời ơi, nói nịnh nịnh cũng vừa vừa thôi, nịnh quá thì nịnh nịnh tới mà nội, mà tôi không chấp nhận được cái này đó, và cái việc đó là làm sai trái. À, Moby ra khỏi thì Nga muộn nhất, ăn ớt nhiều thì các bạn thấy là họ đó, mà thầy ông nội lớn hơn bà nội 2 tuổi, với bà nội 11 tuổi rồi có con hay gì. Bà cố chứ, bà cố 11 tuổi có con hay gì. À, thầy mà tức là mẹ của thầy ông nội đó, mẹ thầy ông nội là bà cố đó, bà cố nhỏ hơn ông cố 2 tuổi, ông cố 1917, ông nội 1930, thì bà cố cũng phải là 1932. Như vậy là trời đất ơi, tôi các bạn thấy không, càng thụt lùi lại thì tuổi những người đó lại càng nhỏ lại, mà càng nhỏ lại như vậy thì càng sao thế nào. Trời ơi, tôi không hiểu là các anh này sao các bạn. Nữ thập tam nam thập lục, thầy thầy ông cố 13 tuổi có con này, các bạn thấy ghê không, đang dữ à, tôi đang thứ dữ rồi. Nên các bạn thấy là rõ ràng họ vì một cái lượng khán giả người thiền am quá lớn, họ nói về thiền am họ có tiền à, và được khán giả thiền am tâng bốc thì họ càng ngày họ càng hối sai đó. Tôi nói thẳng lên cái chị luật sư Thanh Trần đó, tôi thấy chị cũng đẹp đẹp gái, nói chuyện cũng đàng hoàng, không chửi thề nói tục, tôi cũng rất là thích. Nhưng mà các anh chị là tại sao phải đánh lừa đánh cháo khái niệm về câu chuyện này như vậy, đúng không? Tại sao trong những cái người YouTuber ấy, anh chửi hết mà có mình lên tôi không chửi, tại vì tôi là cái người biết hiểu biết chứ không phải tôi là cái dạng ất ơ. Tự nhiên bây giờ nói thầy ông nội 33 mà 93 tuổi thì bây giờ thụt thụt cái năm sinh lại là nhiêu, một thụt trong linh lại là 1930, mà thụt năm cho 1930 như vậy là thầy ông nội với thầy ông cố cách nhau có 10 13 năm. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi các anh chị. Các anh chị định quá, thiệt luôn á. Sao con chị thiền am chắc các anh chị chắc không bỏ việc làm luôn chứ làm gì được, người ta chọc ghẹo ghét thì sao mà sống được, sống nổi. Ok thì tôi xin kết thúc cái buổi livestream tại đây. À, nãy giờ livestream cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, nhiều nhiều khán giả xem không có kịp. Giờ ngày mai tôi sẽ cắt cái vừa lận bữa tôi và anh Quốc Thịnh lên cho mọi người nghe nha mọi người. Ok. À, anh Quốc Thịnh kêu tôi cho cái ai cái cặp cái cà lê tôi quên mất tiêu rồi. Tôi quên này, ngày mai đi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tổng trợ tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ấm áp, hạnh phúc ăn. Bye bye. 160 like. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.